Thưa quý vị, chương trình Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phát động nhằm thích ứng với điều kiện dịch COVID-19 còn đang diễn biến phức tạp trên thế giới. Là địa phương trọng điểm về du lịch, Thừa Thiên Huế đã và đang tích cực hưởng ứng chương trình và nắm bắt cơ hội trước nhu cầu du lịch nội địa đang tăng. Do đặc điểm về nhu cầu khách nội địa và khách quốc tế khác nhau, nên việc chú trọng thị trường nội địa đòi hỏi phải có những giải pháp phù hợp, ghi nhận của phóng viên thời sự. Đây là tour tham quan trải nghiệm tại làng cổ Phước Tích của Công ty Du lịch Việt Nam Hà Nội chi nhánh Huế. Sản phẩm du lịch này, trước đây công ty đã từng giới thiệu đến với nhiều du khách, nhất là khách quốc tế. Tuy nhiên bây giờ, được làm mới để phù hợp hơn với đối tượng khách nội địa. Đến với tour du lịch này, du khách được người dân địa phương hướng dẫn để trải nghiệm làm các loại bánh Huế, làm những sản phẩm thủ công truyền thống địa phương. Du khách còn được tham quan làng cổ, chụp hình, lưu lại những khoảnh khắc đẹp ở làng quê, bến nước, hồ sen. Với sản phẩm du lịch được thiết kế tinh tế, tỉ mỉ, đã chạm tới cảm xúc của du khách. Cái điểm độc đáo nữa là những cái ngôi nhà rừng rất là yên bình, cây cối xanh tươi xanh mát và đặc biệt là nhất là cây mình thích nhất là cây thì cùi gần 1.000 năm tuổi. Nhưng dịch vụ thì mình thấy đúng là tuyệt vời vì phục vụ theo từng lứa tuổi. Với cái lứa tuổi tuổi trẻ thì phục vụ cách khác, nhưng mà lứa tuổi của các chị em chúng mình thì như vậy là thỏa mãn. Làm mới chi tiết, tăng thêm dịch vụ, nâng cao chất lượng trên nền sản phẩm cũ nhằm mang tới những trải nghiệm mới mẻ hơn, chạm tới cảm xúc du khách. Đó là phương châm của các nhà làm du lịch chuyên nghiệp hiện nay nhằm phục hồi lượng khách du lịch nội địa, đặc biệt là thu hút đối tượng khách nội tỉnh. Du lịch Việt Nam Hà Nội tập trung vào những cái sản phẩm có chi phí thấp, ngắn ngày, như là ví dụ như Lăng Cô, Nam Đông hay là Thủy Biều, Tam Giang, rồi Phước Tích. Ngoài ra thì có những cái sản phẩm ngắn ngày khác kết hợp với các tỉnh bàn. Tất cả những cái sản phẩm đó thì du lịch Việt Nam thay đổi đi cái cách làm việc với khách hàng, đáp ứng nhu cầu khách hàng, và chúng tôi quan tâm sâu rộng hơn đến cái chất lượng cũng như là chạm tới cái cảm xúc của khách hàng nhiều hơn, sâu hơn so với trước đây. Du lịch hè bắt đầu sôi động, sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch biển đầm phá, suối thác rất thu hút du khách. Tại Yes Huế Eco đã đầu tư bài bản hơn các dịch vụ du lịch thác Mơ Nam Đông, trong đó chú trọng các hoạt động giải trí thể thao, team building, các điểm check-in, cắm trại, các hoạt động trải nghiệm, chương trình nghệ thuật. Được biết, lượng khách du lịch đang phục hồi nhanh tại điểm du lịch này, với đối tượng khách là nhóm bạn, gia đình, khách nội tỉnh, các địa phương lân cận. Trong mùa hè này thì điểm du lịch Yes Huế Eco tập trung khai thác những dịch vụ vui chơi giải trí trên nước và tạo thêm nhiều cái điểm check-in cho khách, cũng như là nhằm kích cầu du lịch nội tỉnh và các tỉnh lân cận đến với tỉnh Thừa Thiên Huế. Thì chúng tôi nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo thêm nhiều giá trị mới trong những cái trải nghiệm cho khách hàng. Một số khu du lịch, các bãi tắm ven biển đang tập trung đầu tư nâng cấp, tạo thêm những dịch vụ giá trị mới nhằm thu hút du khách. Các điểm du lịch đầm phá đang phục hồi trở lại các dịch vụ cho mùa du lịch hè. Các doanh nghiệp cũng đang có những chương trình kích cầu đa dạng nhằm thu hút du khách. Do hiện nay, tất cả các doanh nghiệp đều tập trung vào nguồn khách nội địa nên có sự cạnh tranh mạnh mẽ. Một số doanh nghiệp đã thể hiện cạnh tranh thiếu lành mạnh, dẫn đến giảm chất lượng dịch vụ phục vụ khách. Vấn đề đặt ra hiện nay đó là cần có chính sách kích cầu giảm giá phù hợp hoặc gia tăng dịch vụ và đảm bảo chất lượng sản phẩm cho du khách. Doanh nghiệp của chúng tôi tập trung đẩy mạnh về nâng cao chất lượng dịch vụ và quảng bá những hình ảnh, nâng cao những cái giá trị trải nghiệm cho khách hàng nhiều hơn. Thay vì là phải giảm giá cho khách hàng thì chúng tôi chú trọng hơn về những cái vấn đề đó, mang đến cho khách hàng những cái trải nghiệm thú vị nhất. Đối với những cái doanh nghiệp mà họ chấp nhận giảm kích cầu nhưng mà họ không giảm về chất, tuyệt đối không giảm về chất lượng dịch vụ thì rất là khó cạnh tranh với là những cái công ty mà họ đồng thời giảm về giá mà đồng thời giảm về sâu về chất lượng dịch vụ. Cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng mong muốn rằng là các sở ban ngành liên quan cũng như cơ quan nhà nước có những cái chính sách kích lên là người Việt Nam đi du lịch Việt Nam, có nghĩa là phá vỡ đi những cái thông báo trước đây là do dịch Covid mà không đi được, được thông báo là có thể đi lại, đi du lịch trở lại trong nội địa, trong nước. Với việc tái cơ cấu, đưa ra những sản phẩm mới phù hợp với tình hình hiện nay, cùng các chương trình kích cầu, các doanh nghiệp du lịch chú trọng hơn việc giữ và nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ du khách. Còn như vậy mới đảm bảo thu hút khách, tạo ấn tượng tốt đẹp về sản phẩm, dịch vụ du lịch của Huế đối với du khách.